Đây là quán cá lóc nướng ở cầu Ông Bố. Ở đây là địa chỉ là phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng ăn món cá lóc nướng ở cầu Ông Bố, nổi tiếng từ trước đến nay. Đây phường Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương. Ở đây cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 5-6 cây số thôi. Thì đi về hướng Thủ Dầu Một thì tới phường Bình Hòa chúng ta sẽ có quán cá lóc nướng rất là nổi tiếng ở khu vực này. Từ ngày trước đến giờ thì quán này nó nằm ngay chỗ gara ô tô 168 nha các bạn. Đêm nên là không gian mình chỉ quay được ban đêm thôi, còn đây là những cái sảnh ngồi ăn của quán cá lóc nướng cậu Ông Bố. Chúng ta cùng coi cái menu của quán cá lóc nướng nổi tiếng tại Thuận An, Bình Dương. Thì đây là giá từ khoảng 240 con cá này. Tôi là cá lóc nướng và cháo cá không phải bình thường. Thì ngoài ra còn có những món như tép, tôm. Giá rất là phải chăng. Gà lá giang thì có 180 thôi. Lẩu mắm, lẩu ép, lá giang rất là nhiều. Kèm theo đó là những loại thức uống không giả để cho khách nhớ tới quán. Đây là những ăn kèm với lại cái lóc nướng. Mắm đi là mắm gì vậy? Mắm nêm và mắm nước. Đây, bên là nước chấm, nước chấm và rau. Bên đây là khách. Đây là rau ăn kèm với lại cá lóc nướng. Còn bốn. Bốn con mà ta nhà khách rồi. Dưới, tất lát mộng. Cá lóc nướng đã đem ra, nhân viên đã đem ra khách đây. Rất là to. Đó, hai ba món cá là lúc sáng con cá như thế này thì giá nhiêu tiền anh? 2.3, 2.5 gì còn hơn không? Một phần gì vậy? Rồi. Con cá lóc nướng, hầm rau, kèm và
thêm một ít mỡ hành nậu. Mỡ hành nậu nó chết, mà nậu nó chết. Mỡ đây chi nó không ăn. Ôi, ăn lắm. Ê. Diễn. Cái này muốn quất rồi. Quá ăn nó rất là to. Được nướng. Tẩm vô người. Qua đi mua xe gì á? Con cào ở đâu ạ? Mấy chiếc nào? Cô Xuân cho con hỏi là quán cá lóc nướng mình là mình bán được bao nhiêu năm rồi? Bán cũng được 20 mấy, gần 30 năm rồi chứ. Gần 30 năm rồi. À, một con cá lóc ở mình thì giá bao nhiêu tiền ạ? Giá 240 con. Dạ. Yeah. Mình quán mình mở thì từ mấy giờ tới mấy giờ cô Xuân? Giờ sáng cỡ 9 giờ 10 giờ là có rồi. Là 9 giờ sáng bắt đầu mình mở bán cho đến tối. Tối cỡ 8 rưỡi nghỉ. À, 8 rưỡi tối là nghỉ. Là quán mình ngoài cá lóc ra thì còn món gì không cô? Cũng còn nhiều thứ như đồ xào, thỏ, rừng, heo, rừng, lương, ớt, lẩu thì các loại, lẩu thì có lẩu lương, lẩu ớt, lẩu mắm, lẩu cháo cá, lẩu cháo ngô. Dạ, nhưng mà chủ yếu nhất vẫn là cá lóc nướng. Món chủ yếu là cá lóc nướng. Cá lóc nướng thì nó nguồn gốc ở đâu cô? Nói chung hồi xưa giờ bán cũng nhiều năm rồi, lấy ở dưới chợ là nguồn gốc đó, mình lấy ở dưới chợ về mình làm theo công thức riêng. Nói chung bán cũng nhiều năm rồi, giờ cũng khách cũng quen rồi, nói chung cũng mấy khách mà hồi xưa giờ ta hết. Dạ. Cái ta cũng đi đâu mà có đi ngang Bình Dương, đi ngang đường này là ta hay ghé. Dạ. Dạ. Yeah. Quán mình ngoài cái chi nhánh ở đây thì còn chi nhánh nào nữa không cô? Không, hồi xưa giờ có ở đây là ông xã tôi ông bán, tính tôi bán thì cái còn không có chi nhánh. Giờ cũng lớn tuổi rồi giờ. Dạ dạ. Đây rồi là thôi. Dạ yeah, rồi.
anh ăn ở quán này được bao nhiêu năm rồi anh ạ? 4-5 năm rồi. Là mình thấy cá lóc nướng ở đây thế nào? Cá lóc nướng này rất là vừa, không có mặn. Dạ. Thường thường là anh chị với lại em bé đi thường thường ăn chỉ có một con thôi. Đúng rồi, một con thôi. Dạ. Dạ. Yeah. Cho em hỏi là anh chị nhà xa đây không ạ? Nhà mình cũng khá là xa, phải không có chừng 10 phút chạy xe. Dạ. Yeah. Mà vẫn thích cái món ở đây rồi tới đây ăn. Dạ.